thưa quý vị và các bạn hón sốt ruột muốn nhanh chóng trở về đơn vị nên chia tay ông nam long đã ngay lập tức dục chiến hạnh lên đường gặp lại hón từ cõi chết trở về đại đội trưởng bảy tiền vui không gì kể xiết khi nghe trung đội trưởng hón trình bày ý định mốc nối lại với cơ sở ông nam long và bà hai thái bình để tăng cường sự giúp đỡ của nhân dân vùng hạ lưu sông thu bảy tiền và ban chỉ huy đại đội vận tải hoàn toàn tán thành Hón và bảy tiền được phân công xuống Hà Tam bắt mối với ông Nam Long, vận động tổ chức nhân dân quyết tâm nhanh chóng gây dựng lại cơ sở ở đây. Hai người đến nhà ông Nam Long khi chiều đã tắt nắng, chưa kịp đặt vấn đề câu chuyện thì có tiếng xe dép của Thái Bình vọng tới. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn Vũ Quốc Khánh mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua giọng đọc Thu Loan. Chín vội đưa bảy và hón vào buồng, kéo theo chiếc khạp đựng đồ thô hé ra cửa hầm, vừa đủ người chui lọt, để bảy và hón xuống, rồi đẩy khạp lại như cũ. Cũng vừa lúc đó, giọng ông Năm vui vẻ từ ngoài ngõ vọng vào. Anh em coi bộ vất vả quá hè, đêm hôm mà vẫn đi tuần miết vậy, bơi vào làm chén nước cho ấm bụng đã, vội chi. Toán lính của Thái Bình ao vào nhà, ngồi quây quanh bàn nước. Thái Bình hỏi ông Năm. Tình hình mấy hôm dày yên tĩnh không chú? Yên thôi mà, mấy cha cách mạng, mấy năm nay chắc rút hết lên tận mạng rừng xanh núi đỏ, chẳng thấy xuất hiện chi mô. Không chủ quan được đâu chú ơi. Các trả coi thế thôi, chứ xuất nhập bất thường, chẳng biết đâu mà lường được. Vùng mình đông quân, nhiều lính quốc gia nên còn an toàn, chứ dịch lên Hà lĩnh thì chớ coi thường. Mấy ông lính nhéo ở núi cấm đi phục kích, chẳng vớ được ông cộng nào nhưng lại bị đánh tơi tả mặc dù đã gần đến căn cứ đấy chú ạ mấy tên lính nói nịnh đế vào cộng sản vùng này nghe tiếng đồn trưởng thái bình là đã đủ khiếp vía kinh hồn sức đầu mà dám xuất đầu lộ diện mấy ông mẹo tăng cường đến đồn núi vũ cứ kề cao gối mà ngủ có phải đi tuần tra phục kích mấy hồi đâu như chợt nhớ xa thái bình rót nước mời ông năm rồi hỏi em chín không có nhà hả chú quanh quần đâu trong buồng chứ đi đâu. Chắc xấu hổ khi giáp mặt cháu đó mà. Để chú kêu em nó ra. Nói rồi ông lên giọng gọi. chiến Hạnh ơi, anh Thái Bình đến chơi nè. Chín Hạnh dạ một tiếng nhỏ nhẹ rồi đẩy cửa buồng ra, ngồi nép hờ bên mép phản. Thái Bình xin phép ông Năm. Con đến hỏi thăm em chút à chú? Ừ, anh em cứ nói chuyện vui đi, thanh niên mà. Đám lính Đáng... biết ý Thái Bình làng ra sân ngắm trời ngắm đất. Trong lúc đó, bảy tiền và hón bị ép dưới căn hầm nhỏ, chỉ đủ chỗ ngồi cho hai người tầm tầm. Bảy và hón đều to người nên căn hầm trở nên chật chội Hầm tối đen như thui. Bảy cố co người nhường chỗ cho hón được rộng hơn. Hón cũng cố thu người để cho bảy được thoải mái. Chưa bao giờ hón rơi vào hoàn cảnh này và bảy cũng vậy. Không ai nói với ai lời nào phải mất một lúc lâu hai người mới quen dần bảy chủ động thì thầm vào tay hón hón có sợ không thế chị bảy có sợ không bảy lấy tay bịt lấy miệng hón lại chị rồi bảy không sợ nhưng ngượng hón cũng vậy hai người yên lặng nhịp thở bắt đầu gấp gáp hơi người ấm nóng cũng dần dần át hơi đất ẩm từ ngày nhảy núi tham gia cách mạng đến giờ đã dăm 6 năm bảy luôn mải mê với công việc ở đại đội vận tài này phần vì lòng căm thù quân giặc đã sát hại cha khiến mẹ mình chết tức tưởi phần vì nhiệt huyết tuổi trẻ ham công tiếc việc lại còn kỷ luật quân đội nên bảy chưa tơ tưởng để ý đến ai nhưng từ ngày hón về đơn vị bảy hay nghĩ đến hón chàng thanh niên bắc kỳ này tiếng nói êm như du chẳng bù cho giọng bảy với thổ âm miền trung đầy nắng gió cát và sóng biển nặng như người đang trèo nương lội dẫy vậy hón kém bảy tính tháng chưa đến hai năm nhưng gọi bảy một điều trị hai điều trị khiến bảy rất giàu lòng người ta bảo hơn một bằng trà hơn hai bằng chật hơn ba mới thật chị em lại có câu gái hơn hai trai hơn một vậy thì bảy đâu đã giả hơn hón khiến hón phải gọi là chị trong thâm tâm, bảy quý hón không phải chỉ là tình nghĩa đồng đội, mà bảy hiểu rõ đó như là tình cảm trai gái. Nói đúng ra như là tình yêu vậy. Cứ xa là nhớ, nhớ đến cồn cào. Còn hón vẫn làm ngơ, ngó như không. Luôn rụt rẻ bẽn lẽn mỗi khi gặp bảy. Điều ấy càng khiến cho bảy thêm nhớ nhung, mong ngóng và ao ước được bày tỏ cõi lòng với hón. Chưa bao giờ bảy được gần người mình thầm yêu trộm nhớ như lúc này công việc và kẻ thù tạo cơ hội cho bầy được gần hón đến mức nghe được cả tiếng đập của trái tim lắng được cả hơi thở nồng ấm và cảm được cái mát mẻ của da thịt ấy thế mà sao vẫn cách xa vời vợi sao hón cứ chị chị em em làm chi sao hón cứ co do lùi ra cách xa bầy sao hón không cho bầy được gần hơn tí nữa bầy muốn nhờ cơ hội này bày tỏ tấm lòng mà sao khó nói vậy bảy thì thầm. Hón cứ ngủ cho thoải mái, còn rộng chỗ mà. Hay hón sợ chạm vào người bảy. Chị cứ ngủ tự nhiên, em cũng có gò bó gì đâu. Cứ chị em mãi thế này, sao hón cứng đầu thế? Nếu còn thế, bảy sẽ không chơi với hón nữa. Bảy ra giọng tỏ vẻ hờn dỗi. Hón nhỡ lời. Thế thì từ nay cấm không được gọi thế nghe chưa? Vâng, không gian trong hầm lại im lặng như tờ. Sau câu vâng của hón, bảy như tự tin hơn, bảy kéo tay của hón sát lại người mình. Xích lại đây, chỗ bảy còn rộng mà. Hón yên lặng, khẽ khàng nới lòng người cho đỡ mỏi. Bảy tiền hơi xoay người đối diện với hón, họ như chạm vào nhau từ bàn chân, cánh tay, khuôn mặt. Hơi thở của bảy và hón như cuốn vào nhau trong khoảng không nhỏ bé đặc quánh đôi môi bảy muốn chờ đợi một điều mà bất kỳ người con gái nào cũng mong mỏi ở người mình yêu trong lúc phập phồng man dại nhưng điều đó mãi sao chẳng thấy xảy ra bảy tiền đang mê man với những mong ngóng đến thổn thức cõi lòng thì có tiếng động trên nóc hầm hóa ra thái bình và bọn lính của hắn đã ra về chiến hạnh lôi khạp mở hầm hón và bảy nhường nhau ai cũng muốn đồng đội mình được lên trước bởi một lẽ ai cũng hiểu một tích tắc tự do trên mặt đất quý giá đến trường nào. Cuối cùng, bảy cũng bị đùn lên trước. Chín cầm tay kéo bảy và hón, đẩy bảy lên. Hai người vươn vai, vạn người xua tan những mỏi mệt sau những giây phút căng thẳng khi co do trong lòng đất. Đêm hôm ấy, bảy tiền và hón trình bày với ông Năm và Chín Hạnh kế hoạch lập lại chi bộ đảng để lãnh đạo phong trào ở Hà Tam kế hoạch bám dân, giành đất, xây dựng lực lượng ở địa phương, kế hoạch khôi phục lại tiểu đội du kích và kế hoạch tổ chức màng lưới thu gom lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho bộ đội tỉnh. Các kế hoạch đó thiệt nhiều, thiệt lớn, nhưng được bày tiền trình bày nhanh lẹ đâu ra đó, khiến ông Năm trầm trồ. Đúng là hậu sinh khả úy, thế ni thì cách mạng miền Nam thắng là cái chắc. Tỉnh đội mong chú Năm cố gắng gây dựng lại cơ sở Hà Tam. Chú với bà con Hà Tam xin hứa, chú cũng đề nghị kế hoạch lôi kéo Thái Bình về đằng mình, bởi gia đình bà hai là gia đình cách mạng, không nhẽ để Thái Bình xa đà vào con đường theo Mỹ mãi sao. Chúng cháu nhất trí với chú, việc này xin nhờ chú và chiến Hạnh giúp cho. Thế là đường dây móc nối của cách mạng từ rừng xuống đồng bằng xứ Quảng Hà Tam sau mấy năm gián đoạn này đã được lập lại. Ông Năm Long sinh hoạt đảng trở lại tại chi bộ của Bảy Tiền sau thời gian mất liên lạc. Cơ sở đảng ở Hà Tam có thêm những hạt nhân mới đang làm nòng cốt trong phong trào quần chúng, chờ theo dõi thử thách để phát triển. Chín hạnh được chỉ định phụ trách công việc vận động nhân dân ủng hộ cách mạng ở Hà Tam họ bàn với nhau chia Hà Tam ra hai khu, khu Nam và khu Bắc, lấy sông Thu làm ranh giới. Khu Bắc giao cho Miên, người cứu sống hón hôm nào phụ trách. Có bà hai mình giúp sức. Khu Bắc giao cho Miên, người cứu sống hón hôm nào phụ trách. Có bà hai mình giúp sức. Khu Nam đông dân nên chia làm hai tổ, tổ miền Đông và tổ miền Tây. Theo chiến hạnh giới thiệu, chú Tư Thới được giao phụ trách tổ miền Đông và trực tiếp làm tiểu đội trưởng du kích Hà Tam. Còn Chín phụ trách phong trào miền Tây. Lê lết hai ngày hai đêm trong những cánh rừng tưởng như vô cùng vô tận. Cuối cùng, Thuận cũng tìm ra đến con đường có vết xe chạy lờ mờ trên mặt. Thuận đoán đây là lối dẫn xa đường 14P. Cứ dọc con đường này sẽ gặp lại đơn vị chiến đấu cũ. Ngày chưa vào bộ đội, đọc những câu thơ viết về người lính Trường Sơn như Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai hoặc những chàng lính trẻ mang tơ, nghêu ngao, gõ bát, hát chờ cơm sôi rồi nghe những bài hát viết về Trường Sơn Thuận bị thôi miên bởi tính chất anh hùng ca trong đó Thuận đinh ninh rằng đi ra trận cũng như những buổi tập quân sự do xã đội tổ chức các chiến sĩ được ăn tiêu chuẩn gạo cao hơn ở nhà, được sinh hoạt tập trung, được mọi người nhìn với cặp mắt kính phục nể trọng, nên thuận ham hờ lên đường nhập ngũ. quả là đúng thế thật. sau khi nhập ngũ, ba chàng trai bản mẫn được biên chế về trung đoàn huấn luyện tân binh thuộc quân khu hữu ngạn, dù phải tập luyện vất vả đêm ngày để chuẩn bị hành quân vào chiến trường, nhưng thuận được ăn no, được phát quần áo mới, giày dép sao mũ mới, lại được cấp sinh hoạt phí nữa mới oách chứ. Đành rằng, năm đồng bạc đối với người thành tỉnh chẳng lớn lao gì, nhưng với người miền núi cũng là món tiền gọi là đủ. Thuận diện quân phục, giày dép, sao mũ chỉnh tề, ra hiệu ảnh phố huyện, cách đơn vị gần chục cây số, chụp mấy bức ảnh gửi về nhà. Cả bản mẫn tiếu tiết đến xem, trầm trồ, khen thuận phong độ, ra dáng chỉ huy quân sự giống bố y lột. Đọc thư người nhà viết mà Thuận thấy thật hãnh diện, tự hào làm sao. Cùng một cái, luyện tập được hai tháng, vừa qua các bài tập đội ngũ, những bài bắn súng ban ngày có bệ tì, bắn ban đêm, bắn nằm, bắn chạy, mục tiêu cố định, mục tiêu di động, tập lăn lê, bỏ toài, ném lựu đạn, thì đơn vị được lệnh lên đường vào chiến trường sau kỳ nghỉ phép ngắn. Tàu hỏa ô tô đưa Thuận vào đến Quảng Bình sau đó là những ngày hành quân, bộ, vượt mấy trăm cây số đường, len lỏi giữa rừng già trường sơn, qua những con dốc dựng đứng, đá tai mèo lởm chởm, vài mang ba lô nặng, lúc đi, lúc chạy, mệt đến bờ cả hơi tai. Nhất là những khi băng qua trọng điểm bom pháo của địch rội xuống y oàng, không khí đặc mùi khét lẹt. Cuối cùng, đơn vị cũng vào đến binh trạm ngã ba làng 10. Gọi là binh trạm, nhưng nào có nhà cửa doanh trại gì, đó chỉ là một khu rừng giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi có một nhánh sông nhỏ vắt ngang. Tiểu đoàn của Thuận căng tăng mắc võng, nghỉ ở bãi khách ca năm. Ngoài Bắc, nghe tiếng bãi khách, ai cũng nghĩ cái tên đặc màu sắc văn chương đó dùng để chỉ một nơi thơ mộng lắm. Ai ngờ, đấy chỉ là một vạt rừng cây cối xanh um, dưới gốc được phát quang. Lính tráng cứ tự tìm hai gốc cây một, căng tăng móc võng mà ngủ chờ giao liên đưa đến trạm nghỉ tiếp theo khi có lệnh của cấp trên hai hôm sau đơn vị của thuận được điều động về tiểu đoàn chủ công thuộc trung đoàn núi thành đấy là một trung đoàn chiến đấu chủ lực của sư đoàn chu lai một sư đoàn có uy danh đã từng khiến quân địch phải kinh hồn bạt vía qua các trận chiến ở tây nguyên ở hạ lào thuận thấy ước mơ vào lính của mình cũng không đến nỗi nào chả gì cũng là đơn vị chủ công của trung đoàn chủ lực nghe tên đã thấy oai rồi. Thuận sẽ được đi đánh giặc. Tuy gian lao vất vả, nhưng biết đâu cơ may trở thành anh hùng, dũng sĩ. Nếu được thế, Thuận sẽ là người khiến cho cả bản mẫn phải thán phục. Vì vậy, Thuận đã hết sức cố gắng. Bằng chứng là Thuận được đơn vị tin cậy, giao cho giữ khẩu B-40 chủ công của tiểu đội. Chẳng so bì với phiến và hón làm gì, vì tụi nó là lính trinh sát, con cưng của đại đội. Nhưng so với anh em chiến sĩ khác, Thuận còn mát mặt chán. Trận đánh hiệp đức, Thuận trả sung phong, áp sát lô cốt hầm ngầm địch, nã B40 âm âm, khiến tụi lính ngụy sợ xanh mắt mèo là gì? Hơn nữa, ở bộ đội chủ lực không phải lo đến việc chạy ăn từng bữa. Dẫu rằng tiêu chuẩn hàng ngày thường khi chỉ được 3 lạng gạo, nhưng còn có thời gian nghỉ ngơi giữa hai trận đánh. Đã thế, hàng năm được học tập chỉnh huấn chỉnh quân được đồng đội rồi cán bộ tiểu đội trung đội giúp đỡ động viên khi ốm đau mệt nhọc nên cũng chẳng có gì phải phàn nàn thế nhưng từ ngày về tỉnh đội quảng đà đến nay thuận hoàn toàn bị vỡ mộng ba chàng trai bản mẫn không được ở cùng nhau nữa phiến được điều về tiểu đoàn chiến đấu hón và thuận được điều về đại đội vận tải hón là trung đội trưởng thuận làm tiểu đội trưởng từ đó, chẳng thấy bàn chuyện đánh giặc ở đâu, chỉ toàn thấy bàn chuyện gùi hàng. Suốt ngày cắm mặt xuống đất, gùi hàng trên lưng, hết khoai mì trên rừng xuống, lại gạo mắm ở vùng giáp danh lên, cấm thấy được nghỉ ngày nào. Sức vóc thuận vốn mảnh mai, mà hàng gùi thì nặng. Đồng đội, ai cũng gùi 8-90 cân, có người còn gùi tới tạ rưỡi mới kiếp chứ. Mấy cô bộ đội vận tài nòi, gùi nặng, vẫn treo đeo lội suối phăm phăm. Thuận nhìn mà kinh hãi, mãi cũng chẳng thể nào quen nổi. Cố lắm cũng chỉ gùi được bằng da nửa họ. Làm tiểu đội trường mà chẳng động viên được chiến sĩ, toàn thấy chiến sĩ động viên ngược thì thật đáng xấu hổ. Xưa này Thuận vốn được nuông chiều, được người khác động viên khen ngợi. Bây giờ phải đầu tàu làm gương cho người khác, thật khổ hết chỗ nói. Gùi thì đã thế, đường đi lại vô cùng vất vả suốt ngày trèo dốc băng rừng không cố không xong chẳng lẽ tụt lại một mình mỗi chuyến đi về mỗi vắt đã đành chỉ riêng mầm cỏ xanh sắc nhọn đâm xiên ngang cũng đủ tứa máu chân vết này trồng lên vết khác trồng phát kiếp ấy là còn chưa kể đến các loại mìn do máy bay mỹ dài đầy trên rừng trường sơn như mìn lá mìn bơm bướm và nhiều loại mìn khác nữa không cẩn thận sẩy chân lạc bước đạp phải mìn nổ oang một cái là đi bay một bàn chân có đồng đội biết thì còn may không ai biết coi chừng chết mất ngát nữa vì rừng trường sơn mênh mông ai biết đâu mà tìm khi tìm được có khi đã làm mồi cho thú dữ chén mất xác rồi còn gì nữa rồi đói những ngày chịu đói liên miên đất miền trung vốn nghèo chiến tranh càng làm cho nhân dân nghèo thêm khi dân đã nghèo sự ủng hộ chi viện cho bộ đội càng hạn chế quân khu không đủ tiếp tế mà bộ đội địa phương cũng không thuộc diện được ưu tiên vì còn có dân dựa vào dân. Thế là cái đói cứ thường trực réo gào trong những cái xạ dạ dày lép kẹp của bộ đội. Đói âm ỉ từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này qua tháng khác. Người lính khu 5 ai cũng thuộc câu khẩu hiệu 30 bom nổ, mồng 10 sắn lên. Và lấy đó làm trách nhiệm của mình vì mình, vì đồng đội, vì chiến trường. Nhưng dù sắn có lên thì cũng phải vài tháng sau mới có củ mà ăn được. Cho nên với Thuận, lúc nào cũng ở trong trạng thái đói và không lúc nào không nghĩ tới cái bụng. Đã thế lại còn sốt rét nữa. Cây anh sốt rét rừng đến là khổ. Rét từ trong lòng rét ra, đắp bao nhiêu chăn vẫn cứ rét. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, cắn vào môi đến tóe máu. Hết cơn sốt, người bài ha bài hoài, không muốn động chân động tay. ốm mệt, thế nhưng vẫn cứ phải bám vào nhau đi gùi hàng. Sốt cũng gùi, đói vẫn cứ phải gùi, nhiệm vụ chẳng bỏ được cho ai. Ở trong đội chiến đấu cũ, khi bị sốt rét còn có anh em cháu lão, chứ ở đơn vị tỉnh đội này, từ cán đến binh, 10 người thì cả đến 11 suốt ngày từ sáng đến tối, chỉ gùi là gùi, lấy ai mà chăm sóc cho người ốm. Nói vậy chứ Thuận cũng còn may mắn chán, chỉ bị sốt rét lành tính. Tháng này sốt, tháng sau sốt, mà chẳng cứ mỗi tháng một trận đâu. Có khi mệt mỏi là bất thần sốt ập đến liên hồi kỳ trận. Da trở nên mai mái, môi thâm xỉ, mặt trắng dã nhưng không chết. Có anh dính sốt rét ác tính, tối còn líu lô, đêm lên cơn sốt, sáng hôm sau đã được cho vào túi ni lông hạ huyệt. Chịu, không có cách nào cứu được. Đói, sốt, gùi nặng, đường xa, mưa rừng, nắng lửa. Tất cả làm nhuệ khí của thuận tan biến như bọt xà phòng. Câu nói nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực, động viên. Giờ cũng chỉ là câu nói cửa miệng. Chẳng ai thấy đỏ ngực đâu mà chỉ thấy cùng cực. Cao cô cậu lính quê ở xứ Quảng này quen việc quen thung quen thủ, mà phấn đấu cật sức đến mấy năm cũng chẳng được kết nạp vào đoàn. Huống chi thuận, lèo khèo leo khèo, gùi hàng chỉ được băng ra nửa của họ, thì bao giờ mới đỏ ngực được? Đỏ ngực chắc là chẳng thấy đâu, nhưng xanh cỏ thì xem ra gần lắm. Nhiều lúc mệt muốn đứt hơi, đặt gùi xuống người mềm nhũn, chỉ muốn vật ra đánh một giấc, quên đi hết thảy như người đã chết, mặc cái sự đời. Thôi thì đằng nào cũng chết, Chết trước khỏi chết sau, càng được khỏe ma. Nghĩ thế, lắm lúc Thuận toàn tự kết thúc đời mình, nhưng không đủ can đảm để mà chết. Giá như đạp phải mìn lá hoặc dính miệng pháo vào tay để thành thương binh, được ra Bắc, về quê có khi lại sướng. Nhưng con người có số, cứ tưởng sông pha hòn tên mũi đạn mà dễ bị thương đâu. Đạn nó cũng biết tránh người hay sao ý, cho nên muốn nó găm vào mình, nó cũng chẳng găm đâu chớ có vội mà mừng. Có anh nghĩ quẩn, tự làm mình bị thương để được ra Bắc, nhưng bị lộ, thế là thân bại danh liệt. Đấy, như thằng Đức ở Hà Biên ấy, dùng US mỏ vịt tự thương bị phát hiện, chạm phẫu tiền phương cứ để cho dên la. Bác sĩ còn cứu chữa thương binh thật, chứ tự thương bao giờ rỗi người ta mới quan tâm đến cũng là phải. Đến lúc khỏi, bị tống xuống trại thu dung làm lính phát rừng, trồng khoai mì đậu đỗ, đã thế còn bị mắng chửi, nhục như con chó mà chẳng dám đòi hỏi gì. Có anh không chịu được gian khổ, tin vào những lời đường mật của địch nhảy qua chiêu hồi, ai ngờ địch buộc phải nói xấu cách mạng. Không nói chúng không tin, bị ăn đòn của bọn đầu gấu, bị nghi ngờ là hoạt động gián điệp, bị tống vào tù, còn nói là tự cắt đường quay lại. Khi nói xong, coi như hết tác dụng, bị sung ra trận thế là trở thành bia cho cả hai phía. Phía địch bị đẩy lên trước, không lên chứng tỏ chưa quy thuận, coi chừng ăn đạn của bọn chỉ huy. Phía ta bị coi là kẻ phản bội, còn nguy hiểm hơn chỉ là lính địch. Thế là chết nhục chết nhã. Thuận chẳng hề nghĩ đến chiêu hồi bao giờ, anh chỉ ao ước được trở về đơn vị chiến đấu cũ. Ở đó cũng đói, nhưng chỉ đói khi không có giặc mà đánh, chưa vào chiến dịch thì ít nhất cũng còn được lưng lửng cái dạ dày. Đã thế lại không bị cái cảnh đi gùi hàng suốt năm, suốt tháng, kẹo kẹt, khổ cực liên miên thế này. Thuận đem ý nghĩ xin về đơn vị chiến đấu, nói với trung đội phó, nhưng bị anh ta dội cho chậu nước lạnh. Ai người ta đồng ý cho cậu về đơn vị chiến đấu? Cậu không thấy ở đây thiếu người như thế nào à? Đã về đây, coi như làm bạn với cái gùi thôi, chớ có mà nghĩ cách chuồn nhé. Chính câu nói của trung đội phó làm lóe lên trong thuận suy nghĩ đánh bài chuồn. Đang lay hoay với những ý nghĩ chợt đến chợt đi đó, thì Thuận được phân công cùng hai chú lính mới lên phước hiệp gùi hàng. Một ý nghĩ thật đơn giản lóe lên trong đầu Thuận. Hay là Thuận trốn trại về đơn vị cũ, cứ mò ra đường nếu gặp xe chở vũ khí vào chiến trường, sẽ bảo lạc đơn vị mới, đành phải tìm về đơn vị chiến đấu cũ. Về đó, dẫu có phải đi đánh nhau càng tốt ra trận đi đoàn một chết hai sống, nhưng chắc chắn không bị đói liên hồi kỳ trận, không phải gùi trên vai hàng tạ một chuyến, không phải trèo đèo lội suối từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác, khổ đến cùng cực như thế này. Thuận không sợ chết, không nghĩ đường đào ngũ về nhà, bởi Thuận biết nếu thế thì nhục lắm, chẳng phải chỉ mình nhục mà đi cải tạo lao động, đào biển đào ngũ để người lớn trẻ con rẻ biểu, phải cúi gằm mặt xuống, đi hết bản này đến bản khác miệng hô vang câu, ai cũng như tôi thì mất nước. Mà bố mẹ anh em cũng nhục lây, dân bản tránh mặt cứ như người bị hùi ngày trước vậy. Thế nhưng, gian khổ đến mức bờ cả hơi tai, xùi ra bọt mép như thế này thì thuận khó mà chịu nổi. Nhất thì đoành một cái thành liệt sĩ, được vinh danh đời này đến đời khác, còn hơn cứ đeo đẳng mãi cây gian lao khổ ải triển miên như thế này. Nghĩ thế nào làm thế đấy, nên gần đến kho thuận lỉnh trốn. Tách ra khỏi hai chú lính mới và lần mò được con đường dẫn ra đường 14. Nhưng mà tránh được cái gùi thì lại xa vào cái đói. Cứ nghĩ tìm được đường là sẽ gặp ngay được xe như ngoài Bắc. Ai ngờ ở Trường Sơn gặp xe đâu có dễ. Thế là cái đói xô dập thuận từ thái cực gian khổ này sang thái cực gian khổ khác cảm giác được người thấy mùi cơm mùi sắn mùi ngọc thực đối với thuận lúc này xem ra xa xỉ quá nó xa vời mung lung ở tận đầu tận đâu tự nhiên thuận thấy ân hận giá như đừng lỉnh trốn như thế này thì có phải chi ít còn có đồng đội bên cạnh cùng chia sẻ với nhau bởi bớt nỗi cô đơn khi chịu đói một mình đúng là chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua một hành động bất chợt đã đẩy thuận đến tình cảnh đi mắc núi quay lại mắc sông thế này. Lần mò hai ngày hai đêm trong rừng, gặp gì có thể ăn được thì ăn lấy, khiến Thuận thấy ruột xót cồn cào. Hành trang mà Thuận mang theo chỉ là cái bỏng ni lông, đựng mùng mền và bộ quần áo mỏng. Thuận cũng ý tứ mang theo chiếc ango xô, cái bật lửa và con sao găm tàu. Đó gần như là những vật dụng bất ly thân mà bất kỳ người lính nào cũng được trang bị khi bắt đầu lên đường vào Nam chiến đấu. Đối với lính ở đại đội vận tài, đi gùi hàng thường không mang súng đạn và chẳng ai nghi ngờ khi thấy Thuận mang theo những vật dụng đó. May cho Thuận, đang lúc đói khát. Sang chiều ngày thứ ba, Thuận bắt gặp một cây lòng bong sai chữ chịt. mắt Thuận sáng lên và chân tay như nhanh nhẹn hẳn. Loại trái cây này, Thuận đã được anh em trong đại đội hái cho ăn trong những lần đi gùi hàng trước đó. Nó như trái dâu ra ngoài Bắc nhưng ăn vào ngọt, mát, không bị sót ruột nghe đâu ngày xưa chính trái lòng bom này đã cứu sống vua quan nhà nguyễn khi chạy giặc lạc trong rừng nhiều ngày vì thế về sau được vua xếp vào loại trái cung tiến hàng năm thuận như người hồi tình sau cơn mê mệt đánh một bụng lòng bong thứ chai cây nhỏ nhắn này ăn vào đến đâu biết đến đó ruột gan như được nước cam lồ gội rửa thanh thản và bình tâm trở lại thuận căng võng đánh một giấc mê man sau những ngày căng thẳng vì đói và mệt